Mỗi năm hoa phượng nở lại thấy cái mặt mày. Đàn em tao không thích, tao cũng không ngoại lệ. Nên tao cần quyết đấu với mày như hai thằng đàn ông. Chờ mày 3 giờ chiều ở khu đất đầu ruộng. Đứa nào không tới làm chó. Anh nó chết chắc, mày nghĩ sao vậy? Nó hả? Ủa Liễn, sao Liễn tới đây? Chưa tới giờ mà. Ông ghen lắm. Bữa nay mày đặt thư thích đấu với tôi đó ha. Bộ chén thở rồi cái gì? Đâu có đâu. Hẹn đi đánh nhau nữa hả? Tới số ông rồi. Là sao? Nhìn đi. Khỏi nói nhiều nữa, nhào vô đi. Tụi bay giết tao ngủ quá nha. Nói nhiều. Ui da, trời ơi. Tụi bay đứng nói gì nữa. Cứu tao. Con này khổ ghê, cuộc đời nó khổ sợ luôn, thiệt tội nghiệp. Cái gì vậy trời, đánh hả trời? Chết rồi, con xin lỗi cô hai. Con gãy chân. Con đi đâu về vậy con? Con mới đá banh về. Trời đất ơi, con gái mà đá banh cái gì? Con vô con lấy banh đũa ra con chơi đi. Thôi, con không chơi cái đó đâu. Con chơi cái này biết chừng nào mới lấy chồng. Thì chừng nào cô hai lấy thì con lấy. Trời ơi, nó nói một câu tổn thương dễ sợ. Ý con nói là cô ế đó hả? Đâu, con không có ý đâu. Không có vô nhà nha. Hôm nay không có biết cái ngày gì á. Sáng sớm là đã bực rồi à. Ta đập cửa đây. Hai người tính làm gì vậy? Có bao nhiêu tiền vàng trang sức mang hết ra đây. Mang ra đây. Đừng có làm gì mà. Sợ lắm, đừng có làm gì mà. Trời ơi, mẹ cũng mắc tôi rồi. Hai đứa bay giỡn mặt với tao hả? Bước lại đây. Bước lại đây. Đầu lõm chõm này hả? Mày là thằng teo đúng không? Còn hả? Hai cái ghép hai màu đúng không? Bước lại đây. Mày là thằng nhú đúng không? Hai đứa bay ở đây hả? Đại ca tụi bay giỡn đúng không? Ngay mà. Đại ca ơi, lộn rồi đại ca. Ê, hết chuyện chơi rồi hả? Đi bày chợ anh hùng của Mỹ Nhân. Đâu có đâu, tôi chỉ muốn rủ Liễn đi uống nước thôi mà. Tôi không có rảnh nha. Liễn. Ủa Tài, đang làm gì ở đây vậy? À, có gì đâu, tập thể dục xíu mà. Hả? Tụi này cốc nhái ở nương, đừng có quan tâm. Tại đâu đây? À, Tài đang định ra đầu ngõ uống dừa để cho mát người. Đi chung luôn đi. Ừ, cũng được. Ê thằng kia, ai cho mày đi uống nước với Liễn của tao không mày? Ủa, hình như có người cấm Tài đi với Liễn hả? Đâu có đâu. Có đâu, con gì nó kêu á. Không, đi đi. Liễn. Đại ca. Liễn. Đại ca. Hai đứa mày đúng là ăn hại á. Bỏ tay xuống coi. Wow. Liễn của tao đúng là mạnh mẽ mà. Thôi được rồi, bây giờ tao có hai lá thư này. Cái này mày đưa cho Luyến. Còn cái này mày đưa cho thằng Tài. Lần này làm không xong là chết với tao nghe chưa. Ủa mà đại ca, cái gì vậy đại ca? Cái gì vậy đại ca? Để tao cho mày thấy sức mạnh của tao. Mày đã thấy sức mạnh của tao chưa? Anh giỏi quá. Anh Tình ơi, anh Tình. Em có mắt như hôn chồng, không biết nhìn thấy sơn. Anh Tình ơi, anh Tình, tha cho em. Tội em đáng muôn chết. Tội em đáng muôn chết mà. Anh Tình ơi, anh Tình. Tụi mày cười cái gì? Làm không xong là chết với tao nghe chưa. Đại ca đi cẩn thận đại ca. Này Teo, tao sợ chị Luyến lắm. Thôi mày đưa cho chị Luyến đi. Tao cũng sợ chị Luyến lắm mày ơi. Thôi mày đi đi. Thôi mày đi đi, tao sợ chị Luyến hơn. Thôi giờ xui xì. Ok
Bây giờ tao mày sushi, thằng nào thua đi giao chị Luyến nha. Ok. Rồi. Mày đi giao chị Luyến, tao giao tài. Mày nhìn con mắt mày kìa. Mắt mày cũng vậy kìa. Chị Luyến ơi. Chị Luyến ơi. Kiếm tao gì? Muốn ăn đòn nữa hay gì? Em không muốn ăn đòn chị. Chứ đại, sao? Đại ca em... Cái gì? Đại ca mình muốn ăn đòn hả? Không, đại ca em cũng không muốn ăn đòn chị. Đại ca em có tâm thư, chị làm ơn làm phước nhận cho đại ca em yên lòng. Biến à. Để tao coi mày viết cái gì. Mỗi năm hoa phượng nở lại thấy cái mặt mày. Đàn em tao không thích, tao cũng không ngoại lệ. Nên tao cần quyết đấu với mày như hai thằng đàn ông. Chờ mày 3 giờ chiều ở khu đất đầu ruộng. Đứa nào không tới làm chó. Mày gan lắm, bữa nay dám thách đấu với tao nữa hả? Tao sẽ cho mày biết đây. Tài, Tài đâu rồi, ra tao biểu coi. Biểu nào la lớn sầm vậy? Cái gì nữa? Tao đã nói là tao không muốn kiếm chuyện tụi bay rồi. Sao tụi bay chỉ kiếm chuyện tao hoài? Bầm một bên con mắt chưa đủ là giống con Manda đúng không? Tao cho bầm luôn bên còn lại nha. Mày được lắm. Hôm nay tao không rảnh để kiếm chuyện với mày. Tao đến đây tao chỉ để... Ê! Không chơi hàng nóng nha mày. Thư thôi. Thư của đại ca tao gửi cho mày á. Tâm thư á. Đọc kỹ từ câu từ từ nha mày. Nhớ đọc kỹ á. Yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mình đã được yêu. Cho rất nhiều sống định chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Phút đường gửi cũng như giờ biệt ly. Tưởng chân tàn hóa tạc với hồn tiêu. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Yêu là chết trong lòng một ít. Nhưng xuân diệu chết có một ít. Mà anh chết quá trời. Chứng tỏ tình yêu anh dành cho em nhiều hơn tình yêu của xuân diệu. Yêu em vô bờ bến, hoàng tử tình ca. Anh Tài. Anh Tài ơi. Xử thằng kia xong á, tao sẽ đi tỏ tình với Luyến. Cảm ơn tao. Dạ đại ca. Mày nè, để tụi bay á có qua đưa thư tận tay cho cái thằng công tử bột đó. Cái này chị Luyến không hả? Có đại ca. Mà đại ca ơi, lúc nãy á em đưa thư cho chị Luyến á, chị đọc á, mắt chị ấy cứ liêm diêm, môi chị ấy cười chúm chím. Đại ca viết gì trong thư vậy đại ca? Mày nói thiệt không? Em thề luôn. Em mà nói sai á, ngày mai đại ca chết liền. Mặt rồi bây giờ không tin ông. Em lại là khùng thằng. Còn thằng kia sao? Mày đưa sao rồi? Dạ nãy em đưa nó lại kìa. Mà mày nó láo lắm. Rồi cấy con mắt em một cái nữa. Cái thằng tức. Tí đại ca xử nó, đại ca cho em ăn hôi miếng nha. Bậy. Chuyện này là chuyện riêng của tao với nó. Tụi bay chỉ việc đứng ở ngoài thôi. Vậy cho bạn em xin phép về nhá. Có việc gì để làm đâu đại ca? Gì? Ai về gì? Tụi bay phải đứng đây quay phim lại cảnh tao xử nó, up lên Facebook, hiểu không? Có điện thoại không? Có điện thoại có, không? Có. Múc quá. Chuyến này là mày chết chắc rồi cái thằng công tử bột kia. Anh nó chết chắc. Mày nghĩ sao vậy? Nó hả? Ủa Luyến, sao Luyến tới đây? Chưa tới giờ mà. Ông ghen lắm. Bữa nay mày đặt thư thách đấu với tôi đó ha. Bộ chén thở rồi hay gì? Đâu có đâu. Rồi. Là sao?
là sao? Nhìn đi, khỏi nói nhiều nữa, nhào vô đi. Tụi bay giết tao ngủ quá nha. Nói nhiều, nói nhiều. Ui da, trời ơi. Tụi bay đứng nói gì nữa, cứu tao. Đại ca kêu bọn em chỉ đứng quay hình thôi mà. Trời ơi, thời thế thay đổi rồi. Ôi, chị Yến thật mạnh mẽ.